Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 1 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi thực hiện các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác hòa giải và thống nhất. Cụ thể, theo KCNA phát biểu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tối cao FPA khóa 14 diễn ra hôm 15 tháng 1, ông Kim Jong-un nhận định việc tìm tiếng nói thống nhất với Hàn Quốc đã không còn khả thi, đồng thời cáo buộc Seoul tìm cách làm sụp đổ chế độ của Bình Nhưỡng. KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định, chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi không có ý định né tránh nó. Ông cảnh báo, trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, điều quan trọng là phải tính đến vấn đề chiếm đóng hoàn toàn, đàn áp, đòi lại Hàn Quốc và đồng bộ vào lãnh thổ Triều Tiên. Đồng thời KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un cũng kêu gọi Quốc hội Triều Tiên sửa hiến pháp để thay đổi tình trạng của Hàn Quốc như một quốc gia riêng biệt. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng Hàn Quốc nên được coi là quốc gia thù địch số 1 và là kẻ thù chính không thể thay đổi trong hiến pháp của nước này. Đáng chú ý, Triều Tiên đã quyết định bãi bỏ hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên triều tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tối cao FPA khóa 14, bao gồm Ủy ban Thống nhất Hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Cung KCNA cũng cho biết Triều Tiên sẽ giải tán những cơ quan chỉ tồn tại với mục đích thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên triều, nhấn mạnh nội các Triều Tiên và các tổ chức liên quan sẽ triển khai các biện pháp thiết thực để thực hiện quyết định của FPA. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, gần đây gia tăng căng thẳng sau một loạt vụ thử tên lửa và các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ. Trong một báo cáo của dự án 38 North có trụ sở tại Mỹ trước đó, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Scalin và nhà khoa học hạt nhân Steve Frank-Hacker nhận định rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào kể từ đầu tháng 6 năm 1950. Cuối năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng không còn hướng tới mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, trong khi trước đây là mục tiêu lâu dài của cả hai miền bán đảo Triều Tiên. Theo tờ Telegraph của Anh, Căng thẳng giữa thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Pháp Emmanuel Macron có nguy cơ làm gián đoạn các nỗ lực của EU nhằm giải quyết mối đe dọa do lực lượng Houthi gây ra ở Biển Đỏ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự không hài lòng với tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc hỗ trợ không đầy đủ cho Ukraine và từ chối đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Nhìn chung, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp đang căng thẳng vì các vấn đề như trợ cấp năng lượng, nhập khẩu ô tô điện Trung Quốc, chính sách quốc phòng và Ukraine. Các nhà ngoại giao lo ngại rằng mối quan hệ căng thẳng trên có thể ngăn cản Berlin thuyết phục Paris ủng hộ việc mở rộng sứ mệnh chống cướp biển của EU do Pháp dẫn đầu ở eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Một nhà ngoại giao EU cho biết, mối quan hệ giữa Pháp và Đức thực sự không ổn vào lúc này. Phía Đức cho rằng Pháp làm chưa đủ ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Scholz cảnh báo các quốc gia thành viên EU rằng họ không cung cấp đủ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ám chỉ Pháp nước có sự ủng hộ kém xa so với Đức. Được biết theo Thủ tướng Scholz Berlin có kế hoạch chi 8,63 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí cho Kiev vào năm 2024. Ngoài ra, nước này cũng dự kiến chi một khoản tiền chưa xác định phân bổ để hỗ trợ tài chính cho ngân sách Ukraine và 6,47 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ người tị nạn Ukraine sống ở Đức. Nhà lãnh đạo Đức thừa nhận rằng sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev đang suy yếu và có thể buộc Berlin phải chi nhiều tiền hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Ông nói rằng Nga đang trông chờ vào việc các quốc gia phương Tây rời bỏ Ukraine và không thể loại bỏ những nguy cơ mà điều đó mang lại rõ ràng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn vì những nước ủng hộ khác rút viện trợ cho Kiev thì chúng tôi phải phản ứng lại nhà lãnh đạo Đức giải thích và nhấn mạnh rằng điều đó có thể yêu cầu chính phủ kích hoạt một điều khoản khẩn cấp đặc biệt và lách luật về nợ quốc gia theo ông các nhà lập pháp đã quyết định đề xuất một giải pháp ngoại lệ về phanh nợ ở quốc hội trong trường hợp có diễn biến như vậy được ban hành vào năm 2009 quy tắc tài chính được gọi là phanh nợ ở Đức đã hạn chế thâm hụt ngân sách quốc gia ở mức 0,35% tổng sản phẩm quốc nội GDP và hạn chế phát hành trái phiếu chính phủ mới. Tuy nhiên, một điều khoản đặc biệt vẫn cho phép chính phủ bỏ qua những hạn chế này trong trường hợp khẩn cấp không lường trước được. Hồi tháng 11, nội các của ông Scholz đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng không có nợ khi tòa án hiến pháp Đức phán quyết ngân sách năm 2024 của họ là bất hợp pháp do vi phạm quy tắc phanh nợ và cấm chính phủ tái sử dụng các quỹ Covid-19 chưa sử dụng. Mặt khác, sau các cuộc không kích của Mỹ và Anh ở Yemen vào ngày 12 tháng 1 nhằm đáp trả mối đe dọa đối với vận chuyển thương mại từ lực lượng Houthi, hành động này đã nhận được sự ủng hộ chính trị từ các thành viên của EU là Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã không ký một tuyên bố chung ủng hộ các vụ tấn công và cảnh báo rằng sẽ có nhiều vụ tấn công khác xảy ra sau đó. Như vậy, Paris từ chối tham gia các cuộc không kích hay ký tuyên bố, nỗ lực duy trì quan hệ với Iran với hy vọng đảm nhận vai trò hòa giải trong khu vực. Trong khi đó, Đức đang thúc đẩy EU mở rộng sứ mệnh chống cướp biển EMASOH, nhận thức về hàng hải châu Âu tại eo biển Hormuz, do Pháp dẫn đầu ở eo biển Hormuz tới biển đỏ, nơi lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công các tàu thương mại. Tuy nhiên, bất chấp đề xuất của Đức về việc cử tàu chiến hỗ trợ sứ mệnh, Paris cho đến nay vẫn kiềm chế không đáp ứng kế hoạch này. Trong bối cảnh lo ngại về động thái hòa giải trong khu vực của Tổng thống Macron, Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, có kế hoạch đề xuất với các quốc gia thành viên một chương trình cho một sứ mệnh mới, được thiết kế đặc biệt của EU ở Biển Đỏ. Điều này sẽ liên quan đến việc triển khai ba tàu khu trục trong ít nhất một năm và Đức, quốc gia mong muốn xây dựng hợp tác đa phương để bảo vệ vận chuyển và thương mại, ủng hộ ý tưởng này. Điện Kremlin phản ứng với bài báo của Bin về khả năng xảy ra chiến tranh với Nga vào năm 2025. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi bình luận trước các báo cáo về việc quân đội Đức đang triển khai các kịch bản về một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga. Đức nên lo lắng về việc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hơn là về một cuộc xung đột giả định ở khu vực Bàn Ngày 14 tháng 1, tờ Bin cho biết quân đội Đức đang xây dựng các kịch bản cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga. Theo kịch bản của Bộ Quốc phòng Đức, một cuộc đối đầu quân sự mở giữa Nga và NATO có thể bùng phát vào mùa hè năm 2025 tại hành lang Suwanki giữa Belarus và vùng đất Kaliningrad. Đổi lại, Bộ Quốc phòng Đức từ chối xác nhận công bố của Bin về các kịch bản xung đột ở vùng Baltic. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bác bỏ nội dung bài báo, đồng thời cho rằng những dự đoán như thể bạn sẽ tìm thấy trong một lá số tử vi. Hôm 15 tháng 1, tờ Bin đăng tải thêm một bài báo khác và nhấn mạnh cuộc tấn công của Nga đang gần hơn hầu hết mọi người nghĩ. Tờ báo còn dẫn lời nhà nghiên cứu Fabian Hoffman tại Đại học Oslo cho rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến đe dọa chống lại NATO và điều này sẽ buộc Liên minh quân sự phải từ bỏ các thành viên ở phía đông. Ông Hoffman nhận định NATO có ít nhất từ 2 đến 3 năm để chuẩn bị cho kịch bản này. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức từng tuyên bố châu Âu có từ 5 đến 8 năm để chuẩn bị cho những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Còn vào tháng 11 năm 2023, nghị sĩ Quốc hội Đức Johan Odenfull cảnh báo một số đơn vị của lực lượng Bundeswehr sẽ chỉ cầm cự được trong 2 ngày nếu xảy ra xung đột toàn diện. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, Nga đã bày tỏ mối quan ngại về việc NATO mở rộng hoạt động về phía biên giới của nước này. Tổng thống Vladimir Putin từng nhấn mạnh, mong muốn gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do chính dẫn đến việc Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Chiến lược NATO Janis Stad cho biết bài viết của Bin rằng NATO đang chuẩn bị cho xung đột với Nga dựa trên một kịch bản diễn tập tức chỉ là tình huống hư cấu. Kịch bản này được xây dựng nhằm mục đích kiểm tra khả năng quân sự của NATO trong một khu vực cụ thể. Trước đây, kịch bản được xây dựng với các quốc gia và khu vực địa lý hư cấu. Giờ đây, việc sử dụng các quốc gia và khu vực địa lý hiện có sẽ phù hợp hơn. Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hai tên lửa mùi nhừ ADM-160 MLD do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ công bố chính thức nào về việc lầu năm góc chuyển giao các tên lửa loại này cho Ukraine. ADM-160 MLD là vũ khí độc đáo được sử dụng để đánh lửa hệ thống phòng không của đối phương. Mục đích chính của tên lửa là buộc hệ thống phòng không của đối phương phải đáp trả, từ đó tiết lộ vị trí của khẩu đội. MLD được thiết kế nhỏ gọn để có thể phóng cả một bầy mồi nhử từ máy bay phản lực duy nhất. chẳng hạn một máy bay chiến đấu F-16 có thể mang tới 4 mồi nhử trong một nhiệm vụ máy bay cường kích A-10 Thunderbolt 2 mang 12 mùi nhử và máy bay ném bom B-21 mang tới 16 mùi nhử. Các phi công sẽ phóng đội hình mùi nhử MALD vào không phận của đối phương để thực hiện một nhiệm vụ lập trình sẵn và gây nhiễu trong hệ thống phòng không của đối phương. Được biết, ADM-160 MALD sử dụng dẫn đường quan tính và GPS để điều khiển, giúp nói chính xác và hiệu quả hơn. Tên lửa có cánh gấp gọn cho phép vận chuyển dễ dàng hơn. Khi phóng, các cánh mở ra và một động cơ phản lực để tên lửa theo một lộ trình định trước, tạo ra khoảng 100 mục tiêu giả khác nhau trong phạm vi tác chiến. Điều này sẽ làm cho đối phương không thể phân biệt được một số lượng quá lớn mục tiêu, dẫn tới quá tải và bị gây nhiễu chủ động. Đáng chú ý, tuy nhiệm vụ đã được lập trình sẵn, nhưng phi công của máy bay phóng có thể xác định lại mục tiêu trước khi phóng. ADM-160MLD có thiết kế chiều dài 2,85m, sải cánh 1,7m, tên lửa nặng khoảng 130kg, có khả năng bao phủ khoảng cách 930 km dọc theo tuyến đường được lập trình sẵn ở tốc độ hành trình cận âm Mesh 0 0,9. Bên cạnh đó, sự kết hợp của tên lửa giả làm mùi nhử với những tên lửa hành trình như Storm Shadow cùng mối đe dọa từ các phi đội máy bay không người lái tạo ra những thách thức đáng kể cho đối phương. Tên lửa Storm Shadow của Anh viện trợ nặng 1.900 kg, về mặt lý thuyết có thể trang bị trên các máy bay chiến đấu hạng nặng như Su-24 và Su-27. Tính tới thời điểm đầu cuộc xung đột tháng 2 năm 2022, AFU được cho là có khoảng 34 chiếc Su-27 và từ 16 đến 24 chiếc Su-24M trong biên chế. Phía Ukraine có thể nhử các lực lượng phòng không Nga bằng cách gửi các MLD dễ thấy và dễ tấn công hơn so với tên lửa Storm Shadow bay thấp và gần tàng hình. Sự kết hợp tương tự có thể áp dụng với tên lửa zdam r hoặc HARM.